Tôi biết rằng cuộc sống này sẽ chẳng dễ dàng gì khi bạn là một người bận rộn. Tập ở phòng gym thì tốn khá là nhiều thời gian khi bạn phải đến đó, tập luyện và phải trở về nhà. Nếu bạn không muốn tốn thời gian vào việc di chuyển thì tôi có cách này cho bạn đây. 10 phút tập luyện toàn thân mà không cần bất kỳ thiết bị nào. Tất cả những gì bạn cần là một tấm thảm để được thoải mái hơn khi tập trên sàn. Chắc chắn là bạn có rồi đúng không? Đừng chần chừ nữa, chúng ta hãy bắt đầu với. Số 1. Jumping Jacks. Đây là một bài tập khởi động, một bài tập cardio tuyệt vời giúp các mạch máu tăng tốc trước khi luyện tập thể lực. Nếu bạn không thích chạy thì Jumping Jacks sẽ có tác dụng tương tự đấy. Đứng thẳng với hai chân rộng bằng hông và duỗi hai tay sang bên. Bây giờ hãy nhảy lên và tách hai chân, giơ hai tay lên vỗ vào nhau. Ngay khi bạn tiếp đất, hãy nhảy lên lần nữa và trở về tư thế ban đầu. Hãy nhảy giống như bạn đang đi nghe nhạc ấy. Hãy thực hiện bài này trong 1 phút, sau đó chuyển sang bài tiếp theo nha. Cơ bắp của bạn sẽ được hoạt động liên tục. Số 2. Lunge kiểu quả lắc. Đây vẫn là động tác lunge cơ bản nhưng lại có chút biến đổi. Bạn sẽ không chỉ tập tiến hoặc lùi mà tập cả cùng một lúc. Khi thực hiện động tác này, bạn sẽ tác động vào mông, đùi và hông từ mọi phía làm nó hiệu quả hơn hẳn. Đứng thẳng trong tư thế chụm hai chân với hai tay sang bên, chân phải lùi một bước và chạm đất bằng mũi chân. Bây giờ hãy gập đầu gối và chạm đầu gối bên phải xuống sàn, trong khi tập trung dồn lực vào cơ lõi và cơ mông của bạn. Đừng gập phần eo vì điều này tạo ra những áp lực không cần thiết cho lưng dưới và làm hỏng bài tập. Bây giờ hãy nâng cơ thể lên về phía trước, duỗi thẳng chân trái và đưa chân phải về phía trước giống chuyển động của con lắc. Đừng dừng lại ở tư thế đứng mà hãy bước về phía trước và chạm đất bằng cả bàn chân. Rồi lại gập đầu gối lại, lần này hãy chạm đầu gối bên trái xuống sàn. Một lần nữa giữ cho cơ lõi luôn hoạt động và giữ lưng thật thẳng. Nâng cơ thể lên và lùi một bước để lặp lại động tác. Nhìn chung, động tác này giống như bước đi do dự trước khi chạy vậy. Lặp lại động tác này trong 30 giây, sau đó đổi chân và tập 30 giây nữa với chân trái. Squat nâng cao này sẽ thêm một chút tĩnh lặng vào bài tập đầy năng động. Cơ tứ đầu, cơ đùi sau và cơ mông của bạn sẽ được tập luyện hết sức. Bạn sẽ rất yêu bài tập này đấy. Đứng thẳng với hai chân rộng bằng vai, hạ thân người xuống để vào tư thế squat, gập đầu gối và đẩy mông ra, giữ lưng thật thẳng và không nhấc gót chân ra khỏi sàn. Chỉ cần tưởng tượng ra một chiếc ghế ở sau lưng bạn và ngồi lên nó. Dù vậy thì đừng quên chiếc ghế này không có thật nhé. Và hãy giữ nguyên tư thế ngồi trong vòng 3 giây cùng cảm nhận sự thiếu vắng của chiếc ghế. Cuối cùng, hãy đứng dậy và trở về vị trí ban đầu và lặp lại. 10 lần tập sẽ thuyết phục bạn rằng không có chiếc ghế thật sự nào cả.
Số 4. Động tác leo núi vặn người. Hãy bắt đầu với những động tác khó hơn nào. Bài tập này sẽ rèn luyện cơ lõi, cơ bụng và tác động nhẹ vào hông của bạn. Bắt đầu bằng tư thế chống đẩy với lòng bàn tay đặt trên sàn ngay bên dưới vai, còn phần thân dưới chống lên đầu ngón chân. Đưa chân phải lên gần ngực, đồng thời vặn thân và cố gắng chạm đầu gối với khuỷu tay trái. Đưa chân về, lặp lại với chân trái và khuỷu tay phải của bạn. Tóm lại, hãy tưởng tượng bạn đang bước lên, nhưng phải bước lên thật phong cách. Thực hiện bài tập này trong 30 giây để động tác được phát huy tối đa tác dụng. Số 5. Burpee. Hãy thừa nhận đi, bạn không tin đúng không? Xin đừng, làm gì có bài tập luyện nào thiếu đi burpee chứ. Bài tập này nhanh và dữ dội, nó có tác động vào gần như toàn bộ cơ thể và thêm vào những hiệu ứng từ cardio rất đáng mong đợi nữa. Dù sao thì hãy cùng nhớ động tác của burpee nào. Đứng hai chân rộng bằng hông, sau đó gập đầu gối và đặt hai tay xuống sàn, đá hai chân ra sau vào tư thế chống đẩy và chỉ vậy thôi. Hãy gập khuỷu tay của bạn cho đến khi ngực chạm xuống sàn và sau đó đẩy cơ thể lên thật mạnh mẽ, đồng thời rút chân về dưới thân người bạn. Đẩy hai chân để nâng mình lên, bật thẳng và đưa tay lên không trung. Khi tiếp đất, hãy lập tức lặp lại động tác. Đó là động tác burpee đấy. 10 lần tập sẽ là vừa đủ cho bài tập này. Số 6. Chống đẩy Plaxoc. Sau đây là một bài tập khá nghiêm túc. Trong khi động tác thông thường chỉ rèn cơ vai, cơ tam đầu, lưng và ngực, thì biến thể của Plaxoc được nhiều hơn thế. Nó khiến cả cơ thể được hoạt động. Đừng quên là cơ bụng, hông và mông cũng được tác động nhé. Đây đúng là một bài tập vô cùng hiệu quả đấy. Hãy bắt đầu với tư thế chống đẩy thông thường. Đặt hai tay song song với vai, chống chân bằng mũi chân, hạ cơ thể xuống để ngực chạm sàn, đẩy thân mình trở lại tư thế ban đầu. Bây giờ đến phần thú vị hơn rồi đây. Khi bạn trở về vị trí ban đầu, hãy gập đầu gối và đẩy mông về phía sau cho đến khi tư thế hiện tại trông gần như đang ngồi trên gót chân. Tay của bạn phải giữ nguyên trên sàn, lưng phải thẳng và cơ bụng siết chặt. Về cơ bản, động tác này là kết tinh của squat, burpee và chống đẩy. Quay trở lại tư thế ban đầu và lặp lại động tác vừa rồi. Nếu muốn tăng độ khó cho bài tập này, hãy đẩy thân lên khi đang thực hiện động tác lưng và nhảy một cú với hai cánh tay giơ lên cao. Nếu bạn chưa cảm thấy mệt mỏi sau luyện tập thì cách này sẽ giúp bạn đốt mỡ ở vùng đùi và mông. Còn nếu đã cảm thấy mỏi thì hãy thư giãn và tập như cách mình đã hướng dẫn nhé. 10 lần tập cho động tác này thì sao nhỉ? Mình nghĩ vậy là đủ rồi. We'll be right back.
Số 7. Chống đẩy kiểu kim cương. Trên thực tế, chống đẩy là một bài tập khá linh hoạt nếu bạn thực hiện đúng cách. Ví dụ, biến thể này sẽ hoạt động và bắp tay nhiều hơn động tác chống đẩy thường. Ai cần tạ khi chúng ta có mọi sự cần thiết ngay dưới chân? Đúng vậy, là sàn nhà đó. Trước tiên, hãy bắt đầu với tư thế chống đẩy thường, hai tay song song vai. Bây giờ hãy di chuyển hai bàn tay lại gần nhau cho đến khi ngón trỏ chạm vào ngón cái và tạo thành hình dạng của một viên kim cương. Gập khuỷu tay và hạ thấp cơ thể để ngực chạm vào sàn. Giữ lưng thẳng và đảm bảo rằng cánh tay của bạn càng gần thân càng tốt. Nếu bạn giữ khuỷu tay cách xa thì lực căng sẽ bị thay đổi, còn bắp tay của bạn sẽ được tác động nhiều. Bây giờ hãy nâng cơ thể lên và lặp lại. Động tác này cũng nên thực hiện 10 lần nhé. Số 8. Bài tập mở rộng lưng. Bạn không muốn bỏ quên phần lưng đúng không nào? Bài tập này có vẻ kỳ lạ nhưng rất hữu ích cho cơ xô. Đây là vùng cơ lưng lớn nhất, cũng như cơ bụng và phần lưng dưới nữa. Hãy nằm hướng xuống mặt sàn, hai chân duỗi thẳng và hai tay để dọc theo cơ thể. Cố gắng đừng đè bẹp mũi của mình trên thảm nhé. Bây giờ hãy siết chặt cơ bụng, nâng đầu và vai lên khỏi sàn, giữ nguyên tư thế này trong vài giây rồi thả ra. Lặp lại động tác này trong 30 giây và cùng sẵn sàng cho bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nào. Số 9. Bài tập cơ tay sau. Tập cơ tay sau là bài tập cơ bắp cuối cùng trong bài luyện tập toàn thân này. Bạn có thể tác động lên chúng thật dễ dàng với bài tập sau đây. Bạn cần chuẩn bị một cái ghế dài hoặc cái ghế thông thường, hoặc bất kỳ bề mặt nhô cao nào. Thậm chí bạn cũng có thể dùng một bậc thang nếu chúng đủ cao. Ngồi trên ghế và đặt hai tay xuôi ở hai bên, giữ chặt cạnh ghế bằng các ngón tay, trượt mông ra và chống chân lên gót chân, giữ thẳng chân trong khi hai tay vẫn ở trên mép ghế. Hãy chắc chắn rằng khuỷu tay của bạn thẳng và toàn bộ cơ thể của bạn kể từ vai trở xuống cũng thẳng. Bây giờ hãy gập tay thẳng một góc vuông và đẩy cơ thể về tư thế ban đầu. Vậy là xong một lần tập. Bây giờ lặp lại động tác này 20 lần và bạn đã hoàn thành rồi đấy. Và đây là bài tập cho hầu hết mọi cơ bắp trên cơ thể bạn. Bạn chỉ cần dành ra mỗi phút mỗi ngày để mà tập thôi. Bạn có thể tập hàng ngày mà không gây chấn thương gì cho cơ thể, vì những bài tập ấy chỉ sử dụng trọng lượng người mà không hề tạo ra quá nhiều sức căng. Nhưng đừng bao giờ quên, bài tập khởi động tuy cũ nhưng đầy quan trọng trước khi bắt đầu bạn nhé. Jumping Jack là một bài khởi động cũng như luyện tập tuyệt vời. Nhân tiện trước khi mình quên thì các bạn có thể thêm vào một số bài tập của mình và các biến thể khác vào danh sách này, hoặc chỉ cần tăng số lần tập cho mỗi động tác mình đã giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Bài tập này sẽ khiến cho quá trình tập luyện lâu hơn, nhưng sau này nó sẽ mang lại nhiều lợi ích đấy, và chúng ta sẽ chẳng cần phải đến phòng gym nữa.
Những bài tập khác bạn sẽ thêm vào quy trình tập luyện toàn thân này là gì? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Nếu bạn biết thêm điều gì mới ngày hôm nay thì hãy cho video này một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè nào. Nhưng này, đừng tập puppy vội, còn rất nhiều video thú vị để các bạn theo dõi đó nha. Hãy luôn có một body đẹp và sức khỏe tốt với Lâm Gym nhé. Để nâng cao cái vai trò của sức khỏe trong cuộc sống thì mình đã tạo ra một club gọi là club 23-30. Club này nó có ý nghĩa như thế nào? Là nam sẽ giảm mỡ xuống 23% và nữ giảm mỡ xuống 30%. Khi tham gia vào group này, các bạn sẽ phải có một cái kỷ luật, phải có một cái sự nghiêm túc. Và cái group này mình sẽ có một cái khoản phí nho nhỏ để duy trì, gọi là cái phí mà mình take care cho các bạn, là giá 1.800.000 trong vòng 3 tháng. Khi tham gia vào group này thì hàng ngày các bạn phải làm theo những cái hướng dẫn của mình để đạt được cái kết quả là giảm phần trăm mỡ từ cái số hiện tại xuống 30 đối với nữ và xuống 23% đối với nam. Cái khoản chi phí này là cái khoản chi phí mà mình take care cho các bạn khi mà các bạn tham gia vào group. Hàng ngày các bạn phải đăng hình, đăng status vào trong group để biết là các bạn rất là nghiêm túc đối với lại cái việc giảm cân của mình. Đó, group này nó sẽ dành cho các bạn khi mà đã thực hiện được tất cả những cái quy trình giảm cân rồi các thuốc giảm mỡ nhưng mà vẫn không giảm được cân, thì các bạn, đây là group dành cho các bạn. Thì các bạn tham gia vào thì nó sẽ có một cái rất là hữu ích. Nó sẽ có một cái cộng đồng, mọi người, người này tác động lên người khác, người này tác động lên người khác, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái động lực để giảm cân. Ok, link của group mình để ở dưới. Các bạn có thắc mắc gì trước khi tham gia vào group thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.